Handsbook. Nguyễn Thị Như Loan, nữ tướng của quốc cường Gia Lai. Nguyễn Thị Như Loan là một nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty cổ phần quốc cường Gia Lai. Doanh nghiệp của bà Loan hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ và kinh doanh bất động sản, còn là một trong những tập đoàn đa ngành có tiếng tại Việt Nam. Nguyễn Thị Như Loan sinh ngày 10 tháng 10 năm 1960 tại tỉnh Bình Định. Ngay từ khi còn đi học, bà đã có khát vọng kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình học lớp 12, thay vì lựa chọn con đường học vấn, bà đã quyết định rời ghế nhà trường, bắt đầu khởi nghiệp. Nhận thấy được tiềm năng của gỗ mộc đang phát triển, bà đã dùng số tiền ít ỏi vay mượn được, hợp tác cùng một người bạn để mở một xưởng sản xuất chế biến gỗ tại Gia Lai. Dù chỉ học đến lớp 12, không hề có tấm bằng đại học nào trong tay, nhưng bằng sự cơ trí và khả năng điều hành, bà vẫn là một nữ tướng đáng để trên thương trường Việt Nam. Vào năm 1994, bà Loan thành lập công ty xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, với lĩnh vực hoạt động chính là khai thác chế biến gỗ xuất khẩu. Ngoài ra, công ty còn mua bán và xuất khẩu hàng nông lâm sản, cà phê với hơn 500 lao động. Sau đó bà chuyển sang kinh doanh phân bón, nhưng công việc làm ăn này gặp nhiều thăng trầm, rủi ro. Bà từng tâm sự, khi đi thu tiền phân bón xảy ra kiện tụng liên miên, vô cùng mệt mỏi. Đến năm 2005, khi đó có một khách hàng nợ tiền phân bón, nên đã chuyển cho bà một khu đất thay cho số tiền đã nợ. Từ thời điểm đó, bà bắt đầu có ý định kinh doanh bất động sản. Cũng trong năm đó, bà Loan đã hợp tác với xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh, tiền thân của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ngày nay. Mỗi bên góp 50% thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh. Từ đó bà bắt đầu hoạt động sang lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình là hai dự án khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh 1 và 2, và đưa lĩnh vực này trở thành mảng kinh doanh chủ lực. Bà Loan tâm sự, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ kinh doanh bất động sản. Đây là bước đi bất ngờ trong cuộc đời tôi. Đến tháng 3 năm 2007, công ty của bà Như Loan đã chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần quốc cường Gia Lai với số vốn điều lệ là 259 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty đã có 6 công ty con và 2 công ty liên kết. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp này bao gồm bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng. Hàng năm, công ty của bà xây từ 50.000 đến 70.000 m2 xây dựng các loại sản phẩm như văn phòng cho thuê, căn hộ, biệt thự, nhà phố liên kế. Năm 2009, bà Loan đầu tư trồng cao su ở tỉnh Krathi, Campuchia với quy mô lớn. Tổng cộng 2 dự án trên công ty sở hữu 7.000 hectare cao su khai thác mũ từ năm 2013 và lần lượt đến 2017. Năm 2012, bà Loan đầu tư vào thủy điện. Công ty của bà cho phát điện 3 tổ máy dự án thủy điện Agromi 1 công suất 10,8 MW và còn 3 công trình thủy điện Agromi 2, Thuyko, Anion Trung công suất tổng cộng 40 MW. Tuy nhiên, dù kinh doanh rất nhiều ngành nghề, nhưng không phải lúc nào sự nghiệp của nữ doanh nhân này cũng thuận buồm xuôi gió. Vào năm 2011, Quốc Cường Gia Lai lần đầu tiên nếm mùi thua lỗ. Lãi ròng của công ty là âm 39,8 tỷ đồng. Trong đó, kết quả kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai khiến cổ đông sốc khi công ty lỗ hơn 103 tỷ đồng. Việc kinh doanh nhà đất gặp nhiều khó khăn, công ty của bà nhiều lần phải báo lỗ. Bà Loan chia sẻ, mình đã phải chịu sức ép khá lớn và trải qua nhiều khó khăn khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghề vốn được coi là chỉ dành cho đàn ông. Nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao mình là phụ nữ lại chọn một ngành vất vả đến vậy. Để có được như ngày hôm nay, bà đã dồn rất nhiều công sức vào công việc. Một ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, thậm chí là 2 đến 3 giờ sáng hôm sau. Bà nói đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, dễ tập trung cho công việc hơn. Tuy nhiên, dù vất vả, bà Loan vẫn hài lòng với những gì đạt được, bởi đó là kết quả xứng đáng cho những đòn cân não mà bà đã trải qua. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn là cái tên đầy quyền lực khi được nhắc đến. Từng lọt top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2012, top 100 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được vinh danh và nhận cúp bông hồng vàng nhằm vinh danh nữ doanh nhân tiêu biểu của năm. Theo báo cáo tài chính đầu năm 2020, Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan đã đạt doanh thu 1.028 tỷ đồng, tăng 79% so với các năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 48,4 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, công ty đã vượt 128 tỷ đồng so với kế hoạch doanh thu đề ra, hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận. Nữ tướng Nguyễn Thị Như Loan, như lời khẳng định, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công,
Mặc dù mới chỉ học hết lớp 12, nhưng bằng sự bản lĩnh, thông minh bà Loan đã gây dựng sự nghiệp thành công rực rỡ, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Dù là một doanh nhân tài giỏi, nhưng bà Loan lại rất kín tiếng trong công việc lẫn cuộc sống. Hiện nay, tuy chưa biết con số chính xác về khối tài sản mà bà Loan sở hữu, nhưng ước tính con số đó lên đến 652,3 tỷ đồng. Đó là giá trị cổ phiếu mà bà đang nắm giữ tại tập đoàn Quốc Cường Gia Lai với vai trò là cổ đông kiêm tổng giám đốc công ty. Bên cạnh đó, bà còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác. Các bạn thấy nhân vật Times Book chia sẻ hôm nay thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment và đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo. Times Book, sách và phát triển bản thân.